uy tín tại shop gãy leasing shop.vn. Hello anh em, chào mừng em đã quay lại với channel của mình và lần lên trước mặt các anh em đó là cu em nè, thiết khơ me nè, phúc đều bánh, lộ phúc đều to nè, góc màng tay nha các bạn. Đỡ làm cho anh em. Chúng là hôm nay mình có mua trên bàn mình rất là nhiều trái cây luôn anh em. Và ở đây như là dưa hấu nè, lơ nè, nho nè, nói chung là những hoa quế mà đỡ làm ra. Là... mày? Đồ mày không mất lúc chứ thì ngươi đi. Đây đây. Chưa kìa. Thì không phải, thì ta học giới thì ta không biết công việc cái chấp nhận được như sao cũng trai làm thì tốt đấy, là làm một cái hôm nay là anh em trong team mình là ở Sài Gòn nha. Nó sinh tố nó khác lắm, nó gọi là sinh tố nhâm thì nó khác, mà sinh tố là cái cục này như trái cây nào đúng rồi giải mình ăn sinh tố cục đó ngon hơn á. Không mà xe dơ lắm, sinh tố mà mình làm cái dạng viên viên mà mình ăn nó đẻ. Đấy. Đó là gọi là sinh tố trái cây. Đúng rồi. Là sinh tố nào cái cây. Mình ở bên mình gọi là. Ý anh em rửa tay chưa? Anh em vệ sinh chưa? Không, anh móc hư. À với lại mình cũng đọc nhiều cái bình luận anh em kêu là gì? Làm clip đè nắng gì đi rú tên đi đè nắng. Anh em mấy cái chuyện dịch bệnh anh em đừng có đưa ra giỡn rồi nha các anh em. Nói chung là dịch bệnh thì anh em nào ở nhà buồn thì nhấn vào chữ đăng ký ở dưới kênh của mình để mà theo dõi những cái clip nha các anh em. Bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu vào cái clip này luôn. Gì quá. Đi cái đó nào anh biết nào gì không? Cái đó trên nào? Cục trai đúng không? Bây giờ ta xách đây mà lấy muỗng. Anh em ở nhà buồn. Ok rồi. Đăng ký subscribe nha anh em. Rồi đúng rồi. Subscribe gì á? Đây, ở đây mình đã chuẩn bị một cái theo này anh em, mình sẽ làm một cái theo sinh tố khổng lồ để mà cùng ăn với team mình nha các bạn. Tin ông lên. Dạ. Đồ quá cố vậy. Đồ lại một lần nữa đâu. Đồ bớ rồi đồ. Lại. Bớ rồi. Bớ nè. Đồ bớ. Tắt này đổ hết có đường dao. Bớ. Để lấy dao cái chuyện mà. Lấy xì múc anh em. Có xì. Xì bên kia á. Kêu lấy xì múc nó kêu không có xì, liền biết đi lụm. Tào luôn. Lên là mấy bài mày mày cho mình đẹp cái quay đi trời bởi hết theo cho đối với mình giờ mình đẹp cái quay nha các bạn. Ở đây thì anh Quốc đang check đang gọt gì sai sao chỗ này đây chỗ đó bị lỗ anh Quốc đây bạn theo đó đâu ở đây quen ta đẩy bèo anh chút đấy. Ở hai anh em ngồi múc dưa hấu bỏ vô. Còn bên đây thì Phúc có làm bên riêng đây mày. Đây bỏ cái sầu riêng ấy. Nguyên cái mày đi. Mang cầu quên. Rồi. Sao? Chạy mà lấy cái liếc lên. Có hương sầu riêng ngon không? À ok, sầu riêng ấy. À tính nãy em mua á mày. Thuốc quá. Với lại làm giờ mình xay lại nước uống. Điệt làm đó, bữa nào mình làm. À dưa sữa. Đúng rồi. Sữa mình xay ra là đủ xì ăn quá. Mất lâu vậy anh chưa? Bỏ vô một thành một cái đây mình ăn nữa này ngon luôn á. Rồi ok. Bây giờ bác anh em sẽ bắt đầu làm nha. Đồ. Đồ hư mà cũng cách ra luôn. Cái đồ của thanh lâm đó không? Mày có biết đâu. Thanh lâm đó. Thanh lâm đó ngon không? À, ừ. Đây, bây giờ mình chiến ở đây mà bố này. Bỏ theo chút nữa mình làm. Đồ của thanh lâm đây, mua thanh lâm đó này không? À đấy. Thanh lâm đó ăn ngon lắm nha các bạn. Ừ. Nó bố được miếp mà nó bình thường. Bố này nghe. Quốc anh gọt gió, anh không gọt rồi. Hay như các bạn, anh Quốc mới lột cái thanh leo này nó đánh lộn à. Đấy. Nó bố được miếp các bạn. Nói hàng đây thôi, con cào mà món nó đại lùi. Lại cái này bảo sao ấy. Ờ, cái đó là bảo luôn. Xách ra anh Quốc, xách cục viên viên á. Cái này phải lạch báo vô chứ làm gì nữa. À thì lạch báo vô chứ sao. Xách cục anh Quốc. Xách kia nè. Ờ em này. Còn đây là Phúc làm ấy. Ờ đó Phúc làm cho anh Quốc. Quốc làm gì mà thấy nén quá. Cái tay anh đưa tao cùi luôn á. Tao nói danh dự. Quốc mà đưa tay tao cùi luôn. Người nãy tôi đưa thành nước tiếu rồi nha. Dũng bị chơi chí giữa ông nội. Đỡ cho ông. Anh Quốc gọt tao bán bàn cho ông Phúc. Xách Quốc. Xách cái tay tao thấy tao không đưa anh cái dưa này cho anh. Anh gọi đưa bảo lên. Anh gọi cho đấy. Còn đây là anh à. Ở bên đây cô em đang lột chôm chôm nha các bạn. Thì mà lấy tầm bao đé rồi bỏ vô là y xì. Bỏ đé cây á, bỏ vô. Điên giờ cái này sẽ bỏ đé cây. Cái đây này. Bỏ vô cái xì mình từng kéo á.
rồi thấy cảm xúc thấy anh cậu đó luôn. Thấy á là gì tức là làm á cái chi giờ hầu mình đi cho mấy một kéo cái cụ tàu đó phụ mấy cái bên đấy vậy nhớ nhớ là kéo cái mót đó đổ cái sự tố nó vô trong cái mót mà ngầu rồi mình xúc ăn luôn. Chuột đậu phộng biết có cánh kìa. Có bơ thơm không? Không được, biết không? À, rồi ok, bây giờ Phúc thiết cho bỏ bơ luôn nha các bạn. Cái này em dưa gan thấy tôi sốt gọt đẹp không? Đọt đẹp, dưa gan nó lòi anh gọt bây giờ. Làm hiểu anh nhẹ này. Gọt nhẹ này. Ừ. Tao review gọt nhẹ. Tao gọt qua thôi. Ủa mày khi mà đã xe hết rồi giờ mấy anh em mình sẽ ngồi xuống để mà cùng ngồi với nhau và ăn thưởng thức cái món mà sinh tố một theo rồi nha các bạn. Ôi trời nhìn nó đẻ tôi kìa ở đây bỏ ra ở đây cái tô để múc ăn đúng rồi giờ múc đang múc cho các anh em nè múc đậu múc đậu mũ y xì như đồ mấy anh khùng rồi trời ơi em đấy y xì luôn khác một chút luôn. Tôi mang công nhiều lắm. Đấy, chưa. Nhiều lắm. Lần cha bơi với anh là chuột này nào, nhìn nó đẻ. Ôi dồ. Đây anh mừng chén chích chưa hết. Anh mừng lên nữa chứ. Ai? Quá ừ, đồ mì nó cơ tiếng mà. Chào mày. Đồ mẹ, nhìn ra anh chết mà nó sống chén này anh đâu đưa tao đâu đưa nó. Không anh chén này tao lầm chén quyền. À. Mang công nhiều. Ăn nhiều. Nhiều. Ngon. Để em mua sầu riêng thêm ta. Có ít đét không? Chuột. Đây này. Đây anh nước không? Chuột anh nướng cái đều lên coi cầm chiếc lên anh chứ. Xong chắc tay nữa nha. Chuột chấm rồi. Chấm chưa? À, anh chấm chưa? Anh chấm bè dấu chưa kìa? Anh mới chấm kìa. Mời mọi người kìa. Cầm lên cái chiếc là cái đầu anh. Ừ, rồi đấy giờ đây trộn đấy anh em. Đây bạn em. À còn Phúc bên đây nha các bạn. Trộn gà như cái sao. Nhô. Anh ơi Phúc tiếp. Đây. Trộn với em. Anh bắt cái anh mà tao muốn vô nhà luôn á. Đúng không? Cởi chưa? Trộn nước này mới sôi luôn. Sao? Hỏi hương vị này, bắt thấy cái sao?
Điều không? Sữa đấy. Nhé học ạ. Thế là anh thấy sữa vậy em bó với đường hay sao? Đúng rồi. Giống trong đó mình làm ở Bình Định các bạn, mấy bạn bè bá. Đúng không? Ừ. Nói chung trò nắng này mà ăn máy ra là dơ vì câu té các bạn. Thôi trò nắng này ăn mát, gió làm biết nèm không hết chứ. Đây. Cùng người ăn cho mình làm cái gì không? Đúng. Cái đồ học theo vẻ anh ấy xem nhập vậy. Chụp cỡ theo đó vừa anh vừa dập ngon quá. Ê gì luôn á, anh tá chiều luôn á. Ừ. Người anh mười chén nha. Ừ. Đấy, chưa. Chào quý em, hương vị sao? Rất ngon. Béo á, nước à béo, ngon. Ừ. Còn thiết. Ông vừa lắm hả? Ngọt. Ừ. Còn quá thì tao khoái, anh em khoái nó khoái lắm luôn. Ông cái hương vị thì ông đã, anh em đã nhìn ông anh là biết là ngon hay dở rồi. Nếu là dở là hồi nãy giờ anh em cũng vậy à. Nhanh luôn học cho anh học có vitamin H. Đục ra sâu, đục ra sâu. Nói chung mà trả nén ăn dài hơi xì. Hơi xì của ai đây? Đi mày. Mình quay một miếng nha anh em. Tại bà đá vô. Nó nóng. Bữa trời lạnh chứ trả nén. Bữa giờ trời tự nhiên nó lạnh anh em. Trời ấm mình sao lẹ lắm các bạn. Đang nén rồi. Mùa hè ơi nắng cháy. Rồi chiếc mưa mưa. Mưa làm chén rồi chưa? Đã làm chén rồi cho anh bố ơi. Chưa, muốn cần chén. Muốn cần gì, muốn bắn cầu không? Còn đâu, có gì nhắn cái gì. Anh mẹ cái nào đi, đâu anh bắn cầu đúng không nậu? Chưa, kìa mà nút. Cái thí gì mà lố không mà. Đâu, xỉ ra cái vé cho xỉ diện nậu. Giờ xỉ ăn nậu chứ nghĩ đút vô múc. Chưa, tới lượt Phúc ơi, Phúc làm. Đâu, ngộ, quá đẹp. Mày càng nước nước á. Chủ non ngậu nước á chứ sao? Chưa, bữa nào mình làm theo về mình đi phát từ thiện đường quốc. À ừ, xì hả? Rồi, ok, bữa đó. Anh kêu toàn con cháu ảnh không? Vô rồi thấy mặt toàn mặt quốc không? Quốc dễ dàng được thì ông ra cái phè, vô ông chinh. Rồi ông ra cái con, ông ra cái ông già rồi ông ra vô ông chinh tao quá lên. Giờ thế mà cho đội giá cố lên giá ngừng luôn. À, nói cho nhìn anh em ăn ngon á, mình cũng sẽ đem cái quay đó vào cùng anh với các anh em nha các bạn. Đấy. Xoài bơ rồi. Tiếng gì? Xoài bơ rồi nha mày. Tiếng gì? Hơi chùi á, ai biết cái gì chứ. Đây anh em, nói chung là thấy anh em ăn ngon á, mình cũng vào anh miếng chùi chùi. Nói chung lâu lâu mình ăn về thấy cảm giác sang quá. What the hell? Hàn Quốc. Mới rồi đó, anh không dám. Hả? Ngon. Lấy cảm giác là mấy anh em mình ngầu với nhau, anh dài nó chua không? Hàn Quốc. Cứ cho anh dài mẹ đi. Anh cho cái gì? Tiền này tiền là anh bán rồi. Anh cho là Hàn Quốc lên ngủ nha. Ừ. Tụi em thức, ừ, không chuyện chút. Tụi em đơn của em đi. Tụi em ngủ đi. Tụi em lại đi xe không? Không. Mấy cái thức cấm này nó mệt mỏi. Không ăn nhưng cũng mặc mối nữa không? Ừ. Thì ăn nhà mới vui này. Không mấy ông đặt đồ cười mà ra tôi cố mà tôi lúc nào đúng khắp. Mẹ của mình cười mà không có chỗ lên. Thầy đợi. Cũng nghe ơi. Nó bà ngậm ngậm vậy mà. Ăn một câu là thằng nào nó cũng lít ta hết rồi các bạn ơi, nó ăn hết vô. Nói chung mình ăn hai chén rồi. Ăn cũng không nấu nữa. Ờ, nó béo quá. Ông dây. À, ông bà dây. Ấy, nói chung là thì Thiết cũng nói với mình là chúc cho nó được theo giờ nó ăn với gia đình. Thì gì nó có rồi đó con.
Bóc trình, bóc trình cái bể bóc đầu. À, bóc trình ăn cái bể đấy các bạn, nhưng mà lúng lỗ như đích. Không biết là gì tới nhà là còn hay không. Đâu có lỗ đâu. Đây. Tao nói chung là thì tại dừng ở đó anh bóc. Tao nói chung là cũng dừng clip ở đây. Nếu anh em thấy cái video là cái theo trình tố này mà anh em mình làm vui, thú vị hay là ý nghĩa, đỡ lại cho kênh mình một like. Và đừng quên là kích vào đăng ký, nhấn vào chuông để nhận được những cái thông báo cũ của video của mình nha các anh em. Ok, bye.